thì tương tự. Tiến Dũng. Pha phíp một tình huống mà Tiến Dũng đã bay người đúng hướng. Nhưng cú đá này. Quang Hải. Không vào. Quang Hải rất tự tin. Rusande. Không vào. Tuyệt vời. Vì chúng ta đã không thành công ở tình huống đầu tiên. Tất cả vẫn còn đang ở phía trước. Lương Xuân Trường. Cú đá rất tốt. Cú đá thẳng vào giữa khung thành lần nữa. Không hiểu là có phải là thủ môn An Bakri cũng như là ban huấn luyện. Tiến Dũng. Không được. Tiến Dũng đã đón. Hà Đức Trinh. Chúng ta nhìn được thời Bakata là rất đáng gờm. Và thủ môn của đội bóng này Bakri cũng rất xuất sắc. Ali. Tiến Dũng và Ali. Gần như trong mọi quả đá của đối phương Tiến Dũng đều đoán được đúng. Phan Phan Đức. Rất chính xác. Tỷ số luân lưu được cân bằng 3 đều. Đó là những động tác truyền sự tự tin cho các học trò của mình. Tiến Dũng. Không vào. Đang tạm thời có cơ hội. Những màn khởi động để cho cú đẩy quyết định vậy. Không nhiều thủ môn có thể làm được. Văn Thanh. Văn Thanh. Văn Thanh. Văn Thanh lừng lẫy. Đã lại làm nên một kỳ tích nữa thôi.